Vật liệu mở rộng tiếp theo đó là carpen, là vật liệu tạo sơn xe. Ở đây ví dụ tôi muốn đổi màu sơn cho những phần tím này, các bạn có thể chọn phần tím đầu tiên, đó các bạn bật mờ trên bàn phím và kéo ra vật liệu carpen. Đây là vật liệu chuyên dùng để sơn xe ô tô hay sơn bất kỳ loại xe nào khác. Các bạn nhấn nút để tạo ra cái bảng thuộc tính của nó. Tôi chọn đối tượng này, ví dụ tôi dán đối tượng này vào luôn, tôi có thể tiếp tục render lại. Thì ngay lập tức các bạn thấy là màu sơn ấn định vào trong này rồi. Ở đây có một vài hạt bụi, cái này là do quy định của vật liệu sơn xe. Còn nếu các bạn muốn không còn bụi nữa, chúng ta làm như sau. Tôi scan ra ngoài và cho phần face emissive này bằng 0 và khử đi những phần bụi. Đương nhiên các bạn có thể đổi màu. Vật liệu này tôi chỉ mang tính chất giới thiệu và không đi vào chi tiết thông số. Các bạn chỉ việc đổi màu và render. Cách này thì hoàn toàn dễ dàng. Có thể chúng ta dùng màu xanh, đỏ, tím hay vàng. Và tiếp tục render. Thì đây là vật liệu khá phổ biến và rất dễ dàng để chúng ta dùng.